Thành. Dạ. Nói nghe nè, ngày mai á đi chơi á, nghe nói là đãi ở nhà hàng Nón Lá đúng không? Dạ. Nghe nói cửa nhà hàng đó đó đồ ăn ngon vậy lắm, mà cảnh đẹp lãng mạn vậy lắm. Nhớ mà chưa, ngày mai canh ba mẹ chụp những tấm hình thiệt đẹp, thiệt lãng mạn. Nghe chưa? À, quan trọng của ba mẹ mà. Ừ. Ba mẹ muốn sao cũng được. Ừ. Nhưng mà ngày mai mấy giờ đi vậy con? Khoảng 9-10 giờ đi mà. Chết rồi. Sao vậy mẹ? Tại vì á, mẹ hẹn người ta trưa, người ta nói ngày mai người ta mới đem đồ cho mẹ. 11 giờ đi được không? Để 11 giờ đi. Dạ, ừ, để mẹ hẹn lại. Mẹ hẹn người ta. Alo, chị Sáu hả? Ừ, nói nghe nè. Bà hẹn bà giao đồ cho tôi là trưa trưa phải không? Bây giờ 11 giờ tôi đi rồi. Bây giờ giao trước 10 giờ đi. Ê nè, ngày mai tôi đi chơi rồi, giao trước một bộ cũng được. Tôi không cần biết bao nhiêu thợ không biết, phải mai một bộ đồ đẹp cho tôi đi chơi nghe chưa? Trước 10 giờ nghe không? Ừ. Có gì nổ đâu. Tại thằng con trai tôi vui quá nó không kềm chế được á. Ừ vậy ha. Nhớ nghe trước 11 giờ nghe chứ. Ừ. Quý này lúc nào cũng làm ô nhiễm môi trường hết trơn á. Thôi mẹ sẽ nhường không khí ô nhiễm cho con mẹ đi. Vui quá. Mai con đồ đẹp đi chơi. Ba ơi. Gì? Ngày mai mình đi sớm nha. Sao phải đi sớm? Đi trễ ngay giờ cao điểm khó chịu lắm, kẹt xe làm lum hết á. Vậy mình đi lúc mấy giờ? 9 giờ sáng nha ba. 9 giờ sáng mà xuống thằng. 9 giờ cũng sớm rồi mà. Ba tôi dạo này ngộ quá. Nó nào đẹp ta. Nó nào đẹp tí. Ông ừ? Mai đi với tôi mặc áo nào được? Bà mặc áo nào cũng đẹp. Cảm ơn. Rồi tôi sẽ lấy cho ông bộ đồ vest mới để sẵn nha. Lâu 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 thì ta mới diện một lần. Lâu 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 thì ta mới diện một lần. Diện một lần cho ổng hết hồn chứ. Diện một mình cho ổng hết hồn chưa. Đi ra đi. Ông xã. Đi. Chào chị sao? Chị tiệm. Ủa ai vậy? Tôi nè. Bà đó hả? Bà Năm. Bà bé Năm. Trời đất ơi, bà làm gì mà ăn mặc lòe loẹt rồi cái mặt trắng bệch vậy? Bà định hù tôi cho tôi chết hả? Mặt trắng bệch hả? Ừ. Chờ tôi một chút. Hả? Đi ra đi. Đi ra đi. Đi ra. Ồ. Nãy giờ mình không để ý ta. Mặt hơi trắng, phải cho son vô. Trăng trắng ngàn có cây đa to. Gái con trai tôi á, sửa soạn mặc đồ đẹp quá ta. Dạ, nội, nhìn con bận vậy có bị quá đẹp không nội? Trời ơi, cháu nội của nội mà khỏi nói. Con mà lên đồ cái con như diễn viên điện ảnh vậy đó. Chi. Con Mẫn, sao ngồi đây, thay đồ đi. Cái gì vậy? Làm gì như thế mai trời. Nè, nội đang nói chuyện con bởi đâu vậy? Cái thằng thiệt. Thôi nội, con đi luôn nha nội. Cái gì á? Con đi luôn. Đi xuống dưới đó, ba má còn chuẩn bị. Nội còn đứng đây mà đi đâu? Chuẩn bị rồi đi ha. Ủa nhà mình tính đi đâu hả nội? Thì đi chơi đó, bà con không biết hả? Đi chơi? À, cái chuyến đi du lịch đó hả? Ừ. Trời ơi, ông nội với mọi người hủy rồi. Sao hủy? Con đâu có biết. Vậy chứ con mặc đồ đẹp đi đâu? Dạ con giờ con bận đi chơi với Du Mi. Thôi con đi nha nội, trễ giờ rồi. Nội nhà chơi vui vẻ nha. Thương nội. Trời ơi, cái gì mà vui? Ta đang bận cái này mà vui cái gì? Tại sao vậy? Tại sao quỷ mà tôi không biết gì trơn vậy? Alo. Mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con có chuyện đột xuất phải đi họp gấp rồi. Không thể ở đây chơi với mẹ được. Mẹ thông cảm cho con nha. Thông cảm gì mà thông cảm? Tự nhiên con có chuyện, cái con quỷ hết cả gia đình nhà. Trời ơi.
Dắt mẹ đi đâu vậy? Từ từ, mẹ sẽ bất ngờ đây. Đi đâu? Bộ gần lắm hả? Gần lắm. Chỗ này mẹ sẽ bất ngờ, rất là gần. Bước một bước mẹ tới liền. Vậy hả? Từ từ để con mở ra cho mẹ. À... Ủa? Nhà mình mà. Ừ. Nhà mình chứ ở đâu? Ủa? Vậy con nói cái gì? Con nói đi chắc mẹ đi đâu? Nhà mình mà đi đâu? Con với ba quyết định rồi sẽ kỷ niệm ngày cưới của mẹ tại nhà. Thôi mẹ không cần tổ chức gì hết trơn á. Đừng có buồn mà. Mẹ nhìn hết cái căn nhà của mình đi. Biết bao nhiêu kỷ niệm trong đó. Con sẽ dắt mẹ tới từng căn phòng, ôm lại từng kỷ niệm. Mẹ sẽ rất là thích. Đi với con. Đây là phòng ăn của gia đình. Biết bao nhiêu chuyện vui buồn diễn ra tại cái căn phòng này mẹ còn nhớ không? Con rồi Phúc, rồi vợ con, rồi ba đã được thưởng thức những món ăn của mẹ nấu ở đây. Cái ghế này, chỗ hai mẹ con mình ngồi ăn thi với nhau. Biết bao nhiêu kỷ niệm hả mẹ? Con dắt mẹ lên lầu nha. Mẹ nhớ căn phòng này không? Hồi xưa lúc mà hay tin vợ con có bầu á, mẹ nói với ba là phải thiết kế căn phòng này lại để cho mẹ lo cho cháu nội của mẹ. Tụi con đi làm suốt không có thời gian chăm con. Một tay mẹ lo cho thằng Minh thằng Bẩn tới ngày hôm nay. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vô. Mẹ. Ừ. Mẹ nhớ không? Cũng ở cái phòng này nè. Hồi con còn nhỏ con sợ ma dữ lắm. Con lúc nào cũng chạy vô đây ôm mẹ để mẹ ru cho con ngủ. Ba đuổi con cỡ nào con cũng không có đi hết á. Nhớ không? Thương quá. Thương mẹ quá. Bây giờ con dựa vô vai mẹ đi. Chứ gì vậy mẹ? Thì dựa vô đi. Âu ơi. Thôi mà đây dành mẹ ru cu bo đi nha mẹ. Con hiểu làm sao nhỏ mẹ ru mà con ngủ được hay thiệt chứ. Nhắm mắt lại nha. Vô đây nha. Quay lại nè, từ từ nha, đứng im. Mở đèn lên cơ con. Sao? Để con đi. Ê, ê. ten Mẹ, mẹ ơi, cái này là ba không có cố tình đâu mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nha mẹ. Ba giờ sao? Bánh kem ngon lắm. À, tụi con bu bu lại mình ăn bánh kem trên mặt của bà nội đi tụi con. Hai đi bay. Chạy đi lấy khăn lau mặt cho bà nội coi. Dạ. Khăn đâu? Khăn hướng nào? Khăn. Hôm nay mình rất vui. Thằng Hạnh với vợ nó mua một cái bánh làm buổi kỷ niệm ngày cưới cho mình. Tuy không được đi chơi xa đúng như dự định, nhưng sao mình vẫn rất vui vì được quây quần cùng gia đình trong dịp này. Nhưng mà vui nhất là được ông xã hôn lên má. Trời ơi, lâu rồi mới được hôn. Cái cảm giác đó thiệt là hạnh phúc.